Vâng, công ty Detre Auto Việt Nam sang công tác Campuchia lần này là mở lớp học đào tạo anh em sang Campuchia và đồng thời cũng chuyển giao kỹ thuật lắp bộ IF04 cho đội tuyển kỹ thuật của nhà phân phối bên Campuchia. STP. Cắt sâu này lên, bỏ cái bọc kim bên ngoài đi. Vâng, đối tác nhà phân phối máy môn táp của công ty Detre Auto Việt Nam tại Campuchia. Vâng. Vâng, các nhân viên kỹ thuật đang chuyển giao công nghệ. Click.
F-O-4 scan. Lai-rata. A-F-O-4 scan. Palmos. Lai-rata Dynamics. Data record clear code reset ESM information ESM function ESM Google map Google map okay. Now look mate yeah. Couple minutes. Battery. Okay. Couple minutes. Battery. I have a kill. Engine temperature. TPS. Engine. Vâng, bộ IF-04 này như một chiếc máy chẩn đoán lỗi cá nhân nhé, hiển thị tất cả thông tin. Ok, nó mở rồi. Ok. Size testing. Off. On. Ok. Mày rút một cái rắc cảm biến gì đấy. IAT. À, cái này. Đây. Cảm biến Nga luôn. Cảm biến Nga. TP sensor. Right. Location. Location. Diagram. Như một chiếc máy chẩn đoán lỗi cá nhân. Đọc mã lỗi hình ảnh cá nhân nhé. Clear code. Yes. Khi xóa thì đèn báo lỗi đã tắt luôn. Wi-Fi. This most power, most economous, post. Okay.
Yes. With a temperature up to the upper 60, yeah. 60. Về cắt nơi xong gửi cho em gốc được cắt hai F 4 là một trong những thiết bị cũng rất hiện đại của công ty Vetro thuộc Việt Nam. Vâng, như một máy chẩn đoán lỗi nhỏ cá nhân ở trên từng xe một, đọc xóa lỗi, xóa mã lỗi, rồi có thể chọn các tính năng trên xe, ví dụ như là chế độ thể thao, chế độ tiết kiệm nhiên liệu, chế độ đi bình thường, rồi xe một là khí IGNF, vân vân, rất là hay anh em nhé. Trên injector thay cái kim như ngày hôm qua, cái kim ngày hôm qua là kim đấy đâu, của nó zin ở đâu, thay chưa? Tuấn ơi, cái kim zin của nó đâu, thay chưa? Tắt tắt qua điện đi mày, tắt điện đi. Anh nói với cả anh em là đây là một cái đây là một cái thiết bị scan giá chỉ rất nhỏ thôi, chức năng ít dành cho những người mà anh em mà muốn vào nghề cái này, và cái này có thể là lắp để mình có thể chẩn đoán được xe hoặc có thể mình bán luôn cho khách hàng. Khách hàng có thể mua cái bộ này lắp trên xe để đi sport xong thà mình xin scan túi đấy lắp thà nó mình làm lấy không phải gì làm xin scan không tại nó thà bộ quần thà màu đi nó thà mình chỉ phiêu thà xuống cái bàn đấy thì em xin scan túi của mình thà mưa tạt túi sắt của anh này tại cam thi nhất tự nhiên là cam thi nó không được nhưng cam thi bây giờ khách hàng cá nhân đấy thì người ta có thể sử dụng các cái tính năng, rất nhiều tính năng, bao gồm cả những cái tính năng các cái mốt chế độ này, eco là tiết kiệm này, normal là chế độ bình thường, sport chế độ thể thao đi để xe nó bốc khỏe hơn, rồi các cái chế độ khóa tự động, khóa xe tương giống như cái smart key khóa xe luôn. Nếu ta một số chiêu nào ta trong ta trong ấy ai chiêu chiêu của bạn ta ta cái này trong bắt sao mà em đặt con mà nó mới tụt sắt một mồng trong nó sắt một mồng ta bắt sao mình tụt sắt một mồng ta nó là giờ bắt cái chưa 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 normal. Off, turn off.
Eco. Đào, đào. Nghe, nghe tiếng. Hãy bảo nghe cái tiếng máy này biết này, một lát sẽ thử ra đường. Học việc kéo tay ga. Sport. Nghe tiếng máy. No more, kéo ga. Sport. Tôi thấy cảm thấy bốc luôn. Dạ. Nó mới nó hack năng năng ra đường dữ, ra đường dữ. Công minh nhất, tăng chứng. À cam cái này thì trong tỷ lệ là tí của kia tỷ lệ là sáng. Anh nói là cái này là khi mà mình lên như đăng tin thôi, mình có lên xăng, uống xăng, yếu xăng gì không? Có. Đây là chính là sport này, chính là đậm, thêm xăng này, bổ sung thêm xăng này. Eco là giảm nhẹ xăng này. Đúng, chắc là mình nhận là xăng ban thông đà. Sport. Chắc vậy ha, ở dưới vô thằng này ha, trăm hít cứ tẩy lẹ và lăng xăng này. Tôi nói là cái tấm điếu này là mình giống như là mình lưng xăng, cứu xăng thì cũng là không hiểu này luôn. Đúng rồi. Lăng xăng thôi. Rồi lăng xăng lượng xăng là công ty mình bên. Ồ, bạn đã tẩy lẹ và lăng xăng được công ty bàn đấy. Dạ. Chắc khi tôi có phép công ty đấy chưa bàn nào. Chỉ qua về. Giống như là chiếc người là anh này lên phiên dịch này. Ừ. Ở phần về kỹ thuật anh làm xe luôn. Đúng rồi. Lần sau này cũng là phiên dịch. Đúng rồi, chiếc BC đó là giống như mình thay chiếc năng này. Physics thì không cần. Cái này là, đấy nha, bây giờ giải thích cho anh em là đây là một cái sản phẩm chẩn đoán lỗi. Lớp chẩn đoán lỗi, giá gọi là giá trị nó nhỏ, rẻ tiền. Đấy, chức năng cơ bản thôi. Để có thể là dành cho những anh em thợ là mới vào nghề thì có thể là sử dụng nó. Hai là nếu như khách hàng muốn mua cái bộ này để lắp lên xe của họ, để họ có thể là quản lý xe của họ là một này. Họ có thể tự chẩn đoán lỗi xe của họ cũng được, hoặc là họ có thể là gì, làm gì, họ có thể là tạo các thay đổi các cái chế độ để xe để đi trên đường ấy, ví dụ họ xe họ ai đi phượt đấy thì là họ có thể đóng các Eco Sport này. Chúng có kia này ha, mình xin nữ ai thay dương mà tao tôn chiêu của mình tham các cái chuyện như ai chơi mình xin kia nữ ai bán kia mình chúng ta tài chính công ty ha là số tiền nhiều para para to nên nhưng ai chịu ở kia bán được tạm biệt công ty chưa chi nước xăng tích xăng kéo nước làm như thế tham mình cái bích sơn này là cho con tàu hầu và có những loại thành công đấy vâng tôi có thể có thành công đạt thành công nhẹ do từ ở đây công ty mà to cỡ đấy cái gì vậy Lomo AF Radio Boost Yes. Tỷ lệ tăng xăng nó phải được xăng như thế này. Tỷ lệ tăng xăng như một cái support. Support. Là lần. Support. Yes. Big. Support. Turn number. Support. I stop. Okay. Yeah. Ok, bây giờ tôi có phép bộ phim dịch 2 clip. Tôi trong lẽ sáng, trong lẽ sáng và tôi đã làm chung một bàn. Tầm bàn được không? This lock, motorsport. Lock. Lock. Cái lock start. Lock start. Lô đã liệt tới ạ, bạn trẻ. Ok. Lô tài là liệt. Ok. Kéo thể kéo. Đấy, bạn tạo bạn đấy, ai ô tô nơi xe nhưng giặt cái này bạn đã chung rồi. Đôi mà tô thằng mà tô như này tiếc như nào đây trong bật đấy, bật phải về lốt bán nào. Đó là ở thời tài mới. Nếu như mà điện thoại này mà cách xe xa khoảng 10m, 10m thì xe sẽ không được nổ máy. Cái điện thoại ấy trở thành một cái chìa khóa thông minh. Dạ, như là thoa đấy. Trong dây thang luôn. Pia bật tôi sắp dưỡng, pia nâng và chiếc bắp mẹt. Và sắp to tiết này, trong pia tôi sắp ô tô. Bên đây này. Xoay của ô tô này. Bà. Anh ấy ta dừng, chợ dừng đoạn này trên bàn. Đấy, dừng đoạn, dừng bật chẳng hơi. Tội dừng đoạn này trên bàn đấy, mà bật chẳng. Đi mà bắt quá rồi kia đó mình tháo ra là cái tao chập lên trong lỗ. Ok, open. App with. Ok, can can sai đó chập luôn đã. Start đi. Ok. Ok.
anh ấy hỏi là cái này có phải tháo ra đúng không? Dạ. Nếu như nó là thiết bị của mình sử dụng để chẩn đoán xe thì mình chẩn đoán xong thì mình tháo ra như một thiết bị chẩn đoán bình thường. Nhưng nếu mà bán cho khách hàng và sử dụng các cái chức năng này thì mình phải lắp trên xe cho khách cố định. Okay. Nhưng riêng tôi chỗ chính những ăn scan ba không đã đi scan hết cho bao trình và những lỗ nhiều những to cho nhiều cũng như những phát này và tiêu phá phá tạm thời tại bài nuông chẳng anh ấy chụp được một tô lột bà chúng tôi và thăm lỗ nhiều những lỗ nhiều phá phá những to cho một tô nhiều và anh ấy đã chụp được một tô lột bà và trong những scan hay sự cố những bao nhiêu bao nhiêu. Ok. Anh đã nói với cả anh ấy là bây giờ là anh ấy có thể lắp trên cái xe này và có thể chạy ra đường để thử các chế độ ăn và thế. Đã, đã. Lớn trong hai ba đặc lăng được pha chứ nó rồi. Đây này vẫn chưa được pha lăng luôn. Sao là? Sao cái lỗ lăng rồi là phay rồi sao? Bây giờ lắp xe để chạy thử trên xe. Lắp bộ F 3 F 4 trên xe là bắt đầu anh em đi thang nhầm nhá, đi thang trên đường thực tế luôn. Chỉ là tay đôi vậy, mơ rồi. Luôn con là lại. Luôn khó. Đúng không? Chỉ cần đưa ra bên đưa tặng thôi mà. Đưa tặng. Rồi nhân tiện tặng kèm. Vâng, anh em bắt đầu đi thử trên đường. Nói bạn này, đầu tiên bạn để trên bình thường này. Sau đó thì bạn đi thử cái đoạn một vòng chạy lên đây thôi. Chưa mà chưa. Chạy 50 mét thôi. Sau đó thì Yamaha.